cái cảm giác mà khi mà mình chia sẻ một cái vấn đề gì đó để giúp ích cho người khác, nó cảm giác nó rất là vui. Thì hôm trước em có làm một cái clip chia sẻ cho cái câu hỏi của anh Thanh Triều. Anh hỏi là con cá của ảnh đớp bong bóng và thở khí vô mang là bị vấn đề gì. Thì bên em có hướng dẫn một cái gói để xử lý về đường ruột cho cá. Tại vì biểu hiện của con cá của anh Thanh Triều là nó bị về đường ruột. Em có chia sẻ cái gói relay mọi người ha. Thì ảnh có phản hồi lại là con cá của ảnh đã khỏe lại và bình thường lại rồi. Và cảm ơn. Thì khi mà đọc được cái phản hồi của khách là em thật sự rất là vui, và cũng như là tất cả những anh em nằm ở trong vòng Việt Nam, cũng như là trong cái anh em trả lời bình luận trên Zalo các thứ, phản hồi của khách lại rất là vui mọi người ha. Đó là động lực để mà em làm những cái clip để chia sẻ mọi người chúng ta. Hiện tại là mọi người biết là hơn 10 giờ tối, là em và bạn cameraman vẫn còn đang ngồi miệt mài ở đây để làm những clip chia sẻ về chăm sóc cá, về chữa bệnh, về tất cả mọi thứ mà mọi người có thể mình mắc phải khi mà chúng ta chơi cá rồng. Thì để tạo cái điều kiện tốt làm sao để cho mọi người chúng ta được có nhiều thông tin hơn để chúng ta có thể trang bị cho mình, để mình chơi một cái môn cá rồng làm sao nó đừng có phải bị quá phiền lòng, quá nặng nhọc, quá mệt mỏi vì nó. Tại vì mình chơi cá là để mình xả stress, mình dưỡng tâm, mình cảm thấy thoải mái khi mình chơi một con bét ha mọi người ha. Thì tiếp tục em sẽ trả lời những cái bình luận trong cái clip mà em chia sẻ cái gói relay. Thì cũng có những anh em quan tâm tới và muốn chia sẻ về những vấn đề khác, thì em sẽ đọc từng cái và sẽ chia sẻ tiếp trong clip này anh em ha. Và mọi người chúng ta xem mà chúng ta thấy mình cần mà chia sẻ về cái thông tin gì đó, mọi người chúng ta cứ bình luận bên dưới và em sẽ tương tác với mọi người chúng ta, không bỏ sót một cái comment bình luận nào hết anh em mình ha, để mình làm sao mình xây dựng một cái cộng đồng chơi lành mạnh, mà kiến thức mình chia sẻ là nó phải có căn cứ, nó phải có logic và cũng như là phải đúng, để anh em có thể tìm được những cái nơi có một cái kênh nào đó để chia sẻ thông tin hữu ích cho mọi người chúng ta ha. Rồi ok mọi người, thì đầu tiên thì có anh này hỏi là tên thuốc là tên gì. Thì đầu clip chia sẻ là cũng có nói là relay rồi đó. Em sẽ để cái hình lại cái gói lên trên màn hình lại cho mọi chúng ta xem. Nếu mà anh em là chúng ta chưa xem được cái clip trước thì chúng ta có thể xem. Đây là gói relay, gói này là chuyên xử lý về đường ruột và cũng như là bong bóng cá đó. Biểu hiện của nó là bị thở cá, nó sẽ thở nó đớp khí qua miệng và thở bong bóng khí qua mang, hoặc là bị nổi lưng, hoặc là bị chuối đầu đó. Thì mọi người chúng ta có thể sử dụng gói này để cải thiện ha, và tùy theo trường hợp nha. Đối với những trường hợp mà nó khi mà mọi người chúng ta bị mà chúng ta không biết bị và vấn đề gì, chúng ta cứ liên hệ vào cái số của em đó. Em sẽ để số đó và mọi người chúng ta cứ liên hệ vào đó, bên em sẽ hỗ trợ miễn phí nha mọi người nha, miễn phí không một đồng nào hết đó, anh em yên tâm về vấn đề đó ha. Tiếp theo là có một cái anh này, cái nick của anh là cái gì, user 408854, quá trời một dãy số luôn đó. Cá mình bơi công mình mà còn cắm đầu bị giấc tối khuya đi luôn, hạ nước xuống còn 20cm mà cứu không kịp, nếu mà giấc sáng bị là lên lít xem sẽ cứu được. Tức là cá này bị cong mình, bị cắm đầu và bị ngấm luôn anh em ha. Thì cái trường hợp cong mình mà cắm đầu thì nó có rất là nhiều cái nguyên nhân. Cái này có rất là nhiều nguyên nhân. Cong mình thì nó có nhiều dạng, một là cá nó dạng như là bị giống như kiểu mà người ta bị trúng gió mà bị giật quéo á mọi người ha. Con cá nó vẫn có cái trường hợp khả năng đó. Thường nguyên nhân là nó sẽ bị sốc nhiệt. Tức là một là con cá đang ở môi trường lạnh, mình đột ngột mình tăng nhiệt độ lên. Hai là đang nóng quá, mình thả vào cái hồ nước lạnh quá thì con cá nó sẽ bị cong mình. Cái thứ hai nữa là con cá bị bệnh,
đường ruột lâu ngày nó sẽ bị làm con cá nó bị cong người luôn, nó ảnh hưởng tới cái dáng bơi con cá luôn, ảnh hưởng tới cái xương luôn ha. Rồi là bị cắm đầu, thì cái này nó cũng có một cái nguyên nhân nữa là bị sốc nước. Có thể anh em thay nước nhưng mà con cá mình nó không sốc ngay thời điểm đó, mình thay nước xong rồi mình đi chỗ khác, mình không có quan sát cái hồ đó một thời gian, thì có thể là nửa tiếng sau con cá mới có biểu hiện sốc, và nó sốc từ từ. Đang bình thường nó sẽ là thở mạnh nè, rồi tuột nhớt nè, bơi lờ đờ nè, rồi bắt đầu mới chúi đầu nè, rồi mới, tại vì con cá nó sốc nó sẽ có từng giai đoạn chứ không phải là đùng phát là nó chúi đầu liền đó. Cho nên anh em chúng ta khi mà mình thay nước xong hay là mình cho ăn xong, chúng ta nên có một cái sự quan sát tiếp theo đó một khoảng thời gian đó ha. Đó, và khi mà con cá anh em có một cái biểu hiện lạ gì đó mà chúng ta không biết nó bị cái gì, chúng ta cứ quay clip. Mọi người nhớ nè, quay clip nha, đừng có gọi video call cho em. Tại vì sao? Có thể lúc đó em đang bận chạy xe ở ngoài đường, hay là em đang lấy xe, hay là em đang ăn, hay là những cái gì đó, nói chung là làm rất một ngày em làm rất là nhiều việc, em vừa là trả lời điện thoại, em vừa trả lời bình luận của mọi người, em vừa là sắp xếp các công việc cho các bạn đi giao hàng, vừa tư vấn cho mọi người cá cách anh em tới đây, em sẽ tư vấn cho mọi người chúng ta rất là nhiều việc. Và khi mọi người gọi video call như vậy, có thể là em đang lỡ tay em không nghe được. Cái thứ hai nữa là có thể lúc mọi người gọi video call trong vòng mấy chục giây, một phút hai phút gì đó, em xem nhưng mà không có được kỹ, tại thứ không được rõ đó. Tại vì gọi video call nó phụ thuộc vào cái chất lượng cái đường truyền của mọi người chúng ta lúc đó có mạnh hay không. Nếu mà cái đường truyền của mọi người lúc đó mà nó đang yếu thì nó sẽ rất là mờ, và cái thông tin mọi người cung cấp cho em, cái clip đó, hình ảnh đó, nó sẽ không rõ, và em sẽ không đủ thông tin để tư vấn chính xác đó. Còn nếu mà mọi người chúng ta quay một clip trong điện thoại này, mình bấm nút quay, mình quay cái clip xong, mình quay clip xong rồi đó, mình gửi clip đó qua cho em, thì lúc này em lỡ em đang bận, một phút sau, hai phút sau em xong lại việc của em là em sẽ xem liền cái clip đó, và em có thể xem lại vào lúc khác, hoặc là xem kỹ hơn, zoom ra cho nó rõ lên, bấm đứng lại để xem cho kỹ hơn, thì lúc đó em sẽ có đầy đủ thông tin và nó chính xác hơn, và em sẽ tư vấn cho mọi người chúng ta được chính xác hơn, và đương nhiên là xử lý tình huống nó sẽ đúng hơn, và giúp cho con cá mình cải thiện sức khỏe tốt hơn, hay là những vấn đề liên quan tới nó sẽ được xử lý đúng hơn đó anh em ha. Bác sĩ giỏi kiểu gì đi nữa thì cũng phải có cung cấp thông tin đầy đủ thì người ta mới tư vấn cho mình được, người ta mới khám cho mình được, và người ta mới cho mình một cái liệu trình, một cái liệu pháp được nó hợp lý hơn đó. Rồi anh em chúng ta lưu ý nè, có rất là nhiều anh em nửa đêm nhắn tin gửi clip qua, em ơi coi giùm anh con cá anh nó bị làm sao. Mọi người đứng quay clip như thế này, đứng ở đây, con cá đứng tuốt đằng kia, trời ơi quay mà giống như là sợ em thấy con cá của mọi người á. Em rất là không hiểu là tại sao mà mọi người phải làm như vậy, để làm gì? Quay mà em không hỏi con cá bị bệnh một cái nấm chút xíu thôi, nhưng mà quay đứng thật là xa như thế này đó. Rồi có nhiều người á quay á thì em kêu là quay cái clip thực tế đi, anh em cứ quay ngay thời điểm mà anh em cần tư vấn, quay trực tiếp ngay cái chỗ đó rồi gửi clip cho em liền. Không có, anh em gửi cái clip con cá của anh em mà cách đây một tháng, hai tháng, em con cá anh vậy nè, rồi bây giờ bắt đầu tả, bây giờ nó đang bị một cái chấm bong bong gì đó chỗ này chỗ kia chỗ nọ, em không thể nào hình dung được. Em nói cho anh em nghe nè, anh em đi khám bệnh nha, anh em mới vừa khám ở bệnh viện A xong, anh em cầm cái xét nghiệm đó, anh em đem qua bệnh viện B, kêu bệnh viện B bóc thuốc đi, người ta có dám bóc không? Không. Tại vì kết quả này có chính xác không? Chưa chắc. Cho nên người ta đâu có dám bóc thuốc cho anh em đâu. Lỡ bóc sai con anh em về uống bị gì sao? Thì con cá cũng vậy. Tuy là con cá nó không phải quan trọng như một cái con người, nhưng mà nó cũng là một cái con cá giá trị. Cho nên đó, mình khi mà mình đã bỏ công ra, mình hỏi rồi thì mình nên cung cấp cho em nó chính xác chút xíu. Quay clip cho rõ một chút, bật đèn sáng lên đi, bây giờ đâu có cần phải màu mè gì đó đâu mà chỉnh để đèn màu vô làm gì, bật đèn sáng lên, sáng hết cỡ lên, quay cho em rõ. Ví dụ con cá bị chỗ vẫy, quay đúng cái chỗ vẫy đó rõ ràng lên. Rồi em thường hay kêu là mọi người chúng ta quay con cá, quay luôn cái vàng hồ, quay luôn cái vàng lọc, em có lý do của em hết đó, nó mấy cái đầy đủ thông tin đó em mới tư vấn cho mọi người chúng ta được chính xác hơn.
chứ mình đừng có kêu quay con cá với quay cái hồ, quay tổng thể cái hồ, quay luôn cái lọc. Cái anh em tiết kiệm, anh em quay con cá không à. Có nhiều người quay clip 5 giây, 9 giây, 12 giây. Trời ơi, em đâu phải thánh sống đâu. Em muốn khám cái gì, em muốn coi cái gì cũng phải có thông tin đầy đủ. Ví dụ như là anh em muốn coi là con cá anh nó bị nấm gì, có phải là do lọc anh dơ không mà không chịu quay cái lọc thì sao mà coi. Đó, cũng có rất là nhiều anh em quay rất là kỹ. Em rất là cảm ơn mọi người chúng ta khi mà chúng ta cung cấp đầy đủ thông tin như vậy thì em có đủ thông tin và em tự tin là chính xác con cá nó bị cái gì. Em tư vấn luôn và anh em xử lý luôn 30 giây. Có những vấn đề đó rất đơn giản luôn, xử lý rất đơn giản. Đó, nhưng mà khi mà anh em cung cấp không đầy đủ thì thật sự nó là một cái cực hình luôn. Phải hỏi đi hỏi lại, có nhiều khi á một cái câu hỏi của em đó bao gồm những cái gạch đầu dòng, gạch đầu dòng, gạch đầu dòng, gạch đầu dòng 5 cái. À, anh kiểm tra em pH, anh cung cấp em là anh rước bao lâu rồi, rồi con cá anh bị này bao lâu rồi, anh đã xử lý cái gì rồi, quay giùm em dàn lọc 5 cái gạch đầu dòng vậy. Anh em làm con cá một à, để em hỏi tiếp, nó để em hỏi tiếp tư vấn một cái vấn đề cho một người mà nó mất hết 2-3 tiếng đồng hồ, xong anh em hỏi lại từ đầu. Có nhiều người bị vậy luôn á, trời ơi khủng khiếp luôn. Là tổng đài của bên em là có mấy bạn thay ca nhau tất cả mọi vấn đề qua Zalo đó của em, cái số đó để trả lời cho mọi người chúng ta đến tối luôn. Bây giờ là 10 giờ mấy nè mọi người chúng ta nè, 10 giờ mấy rồi, bây giờ em bật Zalo lên một phát anh em thấy nè, nó đỏ lè luôn nè. Đó là em quay xong là em phải vô em check lại từng cái và trả lời cho mọi người chúng ta. Tối vẫn làm, khuya vẫn làm. Đó, bữa nào mệt quá không chịu nổi nữa thì sáng mai trả lời sớm, anh em thông cảm nha. Đó, tại vì mình cũng mệt chứ, mình cũng làm nhiều lúc. Đêm bữa nào khỏe thì cày đêm trả lời cho mọi người chúng ta. Bữa nào mà đâu phải dạy luôn không đâu, em còn bên top top nè, em còn bên y tờ nữa đó, nhiều lắm rồi, bên fanpage, bên phở bò nữa đó, rất là nhiều. Cho nên là phải rất là nhiều cái chỗ để mà trả lời cho anh em mình, chứ không phải là riêng về cái giá lộ không đâu anh em ha. Anh em thông cảm giúp em là khi mình cung cấp thông tin đầy đủ giúp em thì bên em sẽ có cái sự tư vấn nó chính xác hơn. Không ai muốn tư vấn mình tư vấn sai đã, mình tư vấn mà khách phản hồi lại hết rồi, khỏe rồi em, là bên đây rất là vui luôn đó. Tất cả anh em ở đây sẽ rất là vui, dù mình làm không có công, mình làm không có một đồng nào của anh em hết, không ai lấy của anh em đồng nào hết về cái khoản tư vấn. Đồng Việt Nam là như vậy từ xưa tới giờ đó.